tiếp tục ùn ứ tắc rồi. Các bác ơi, Hà Nội ô tô đầy đường, con đường con phố nào cũng đầy đường ô tô các bạn ạ. Giao thông càng phát triển thì càng tắc đường. Ô tô tràn ngập đường thế này thì làm sao không ùn ứ không tắc. Xin mến chào các bác, anh chị và các bạn nhé. Chào mừng các bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. Vừa rồi các bạn có nhìn thấy cái tình cảnh giao thông tại thủ đô Hà Nội không? Tắc nghẽn, ùn ứ, nguyên nhân là giao thông càng phát triển thì ô tô cũng đầy đường các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy này, cả hai chiều nhá, ô tô xếp hàng 2-3 hàng tắc hết cả đây này. Đây, các bạn nhìn thấy bên chiều ngược lại của tôi đang đi không, một hàng xe dày đặc xếp thành 3-4 hàng. Đây thể hiện một cái hình ảnh các bạn nhìn thấy là ô tô đầy đường luôn. Đấy, hôm nay tôi chia sẻ hình ảnh gửi tới các bác anh chị và các bạn xem trên các con đường, con phố của ven đô Hà Nội, tình hình giao thông vào một ngày cuối tuần. Càng ngày phương tiện giao thông, nhất là phương tiện giao thông cá nhân càng tăng lên các bạn ạ. Tôi di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội mà tôi phải chọn một cái khung giờ là khung giờ tốt nhất để tránh cái tình trạng đường xá đông đúc. Thế bây giờ là 14:15, tức là vào 2:15 buổi chiều các bạn ạ. Buổi chiều một ngày cuối tuần, chỉ có cái khung giờ này và buổi chiều là còn đi còn thoát được cái cảnh ùn tắc. Đây, tuyến đường tôi đang đi nhé, các bạn nhìn thấy rất quen thuộc. Các bác tài mà đi trên tuyến đường này thì nhìn cái khung cảnh hai bên đường và cái không gian phía trước là các bạn có thể nhận ra được đây là tuyến đường nào. Đây, có cả xe máy đi trên này các bạn ạ. Đấy chưa? Có một cái chị chở thịt lợn hay sao ạ? Ở dưới đường thì thấp, cái tắc đường hay sao? Chị sốt ruột quá, chị phi cả lên đường trên cao. Đấy, vô tình là tôi ghi được hình ảnh một cái chị buôn thịt lợn, chị đi xe máy. Đây, tuyến đường này nhá, là đường vành đai 3 trên cao, hướng về ngã tư giao cắt với nút giao thông Mai Dịch, hướng về cầu Thăng Long các bạn ạ. Rất nhiều phương tiện ô tô đang lưu thông trên đây. Đây, phía bên chiều ngược lại các bạn nhìn thấy không?
dòng xe vẫn đang chậm rãi nối đuôi nhau thành ba hàng. Ba hàng rồi hai hàng. Càng trở lại những năm gần đây thì giao thông phát triển thì lưu lượng xe ô tô và số lượng xe ô tô cũng tăng lên theo cấp số nhân các bạn ạ. Cứ mỗi một năm tôi lại di chuyển trên cung đường này thì ô tô lại càng nhiều. Vào các cái khung giờ cao điểm rất tắc, kể cả ngày lễ, ngày cuối tuần. Các bạn sẽ cùng với tôi nhé, trải nghiệm trên cái tuyến đường này, xem cái các phương tiện lưu thông từ trung tâm thành phố Hà Nội đi ra vùng ngoại ô. Tôi có thể ví rằng là Hà Nội giao thông phát triển, ô tô đầy đường các bạn ạ. Đây là nút giao Mai Dịch các bạn ạ. Giao cắt giữa đường Vành Đai 3 trên cao với đường Hồ Tùng Mậu và đường Xuân Thủy. Và đi dưới đường sắt đô thị trên cao. Đây các bạn nhìn thấy không? Phía bên kia cũng rất nhiều ô tô. Đây là giữa nút Mai Dịch các bạn nhé. Đấy, phía trước là đường sắt đô thị trên cao đây. Đây các bạn nhìn thấy dòng ô tô này, nối đuôi nhau. Phương tiện thì đi thẳng, phương tiện thì rẽ trái để lên đường trên cao. Giao thông phát triển thì phương tiện xe cơ giới lại càng tăng lên các bạn ạ. Các bác anh chị và các bạn nhé, sẽ cùng với tôi trải nghiệm trên cái toàn bộ cái chiều dài của cầu Thăng Long nhé. Ngày bây giờ là sắp kết thúc cái tuyến đường Vành Đai 3 trên cao và chúng ta sẽ tiến vào cầu Thăng Long. Là một cây cầu lớn, cây cầu cũng tương đối dài, bắc qua sông Hồng sang phía bên kia của huyện Đông Anh. Chúng ta cùng xem cái diện mạo không gian
của tình hình giao thông của thủ đô Hà Nội ngày nay như thế nào và sự di chuyển của các phương tiện trên cái cung đường này. Cách đây khoảng gần 30 năm các bạn ạ, thủ đô Hà Nội ra ngoài đường ô tô đếm như đầu ngón tay, xe máy còn ít. Mà đến bây giờ thì không khác gì với các cái nước gọi là phát triển trong khu vực. So với Malaysia, Đài Loan, Singapore hay Indonesia thì bây giờ phương tiện giao thông của Việt Nam phát triển cũng phải ngang tầm với các nước đó. Tôi vẫn đang tiếp tục di chuyển trên tuyến đường vành đai 3 trên cao. Giao thông phát triển, đô thị phát triển thì kéo theo là các cái nhu cầu của con người cũng tăng cao. Bây giờ tôi thấy rất nhiều gia đình có xe ô tô riêng, do vậy là ra ngoài đường, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và một số thành phố khác, một số đô thị khác thì ô tô cũng chạy đầy đường các bạn ạ. Đây, trước mặt màn hình các bạn nhìn thấy đó là cầu Thăng Long, một cây cầu gọi là cây cầu vĩ đại tình hữu nghị Việt Nam Liên Xô. Đây các bạn xem nhá, cầu Thăng Long, mặt cầu, trên mặt cầu đầy ô tô các bạn ạ. Đấy, ô tô đầy đường luôn. Biển xe Hà Nội, biển xe các tỉnh. Tuyến đường nào cũng 2 làn xe, 4 làn xe, 6 làn xe và nhiều làn xe, nhưng mà đều đầy ô tô di chuyển. Đây, bên này là sông Hồng các bạn này. Đấy, nước lũ sông Hồng cách đây khoảng gần một tháng thì bây giờ cũng đã cạn rồi. Hai bên bờ sông đã được trơ hết ra rồi. Nhìn thấy đôi bờ. Ô tô đầy đường các bạn ạ. Hà Nội giao thông phát triển, ô tô đầy đường. Đây, xe tải có, xe khách có, xe con nhiều, xe container cũng có các bạn ạ.
Đấy, tôi cái hình ảnh cho các bạn xem nhá. Đây là tuyến đường gọi là tuyến đường dành riêng, không phải đường hỗn hợp. Từ đường trên cao cho đến đường qua cầu hướng ra ngoại ô, chứ không phải đường ở trong nội đô, không phải ở trong các quận. Mà ô tô nhiều như thế này các bạn ạ. Các loại phương tiện nối đuôi nhau lao ầm ầm kín hết. Đây, sắp được kết thúc cái cầu Thăng Long và đến cái đường Võ Văn Kiệt các bạn nhé. Tôi nhìn thấy cái đường Võ Văn Kiệt mà đi ra sân bay Nội Bài cũng rất là đông, rất nhiều xe ô tô. Hôm nay các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi nhé, qua hình ảnh của cái thước phim này để chúng ta cảm nhận xem giao thông thủ đô Hà Nội phát triển, đồng thời ô tô cũng đầy đường luôn. Đây các bạn nhìn thấy không, dòng phương tiện đi xuôi đi ngược, nếu mà vừa đi vừa đếm thì không thể đếm hết được các bạn ạ. Đây là tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tuyến đường này là thuộc cái địa phận của huyện Đông Anh thì các bạn ạ. Một cái huyện ngoại ô, ngoại thành của thành phố Hà Nội. Cái dòng phương tiện ô tô rất đông. Các bác, anh chị và các bạn nào mà xa tổ quốc, xa Việt Nam, xa thủ đô Hà Nội mà sang nước ngoài mấy chục năm mà chưa có điều kiện để quay về Việt Nam, đến với thủ đô Hà Nội thì qua cái thước phim trên cái video này thì mọi người sẽ cảm nhận xem giao thông của Hà Nội phát triển như thế nào. Bây giờ tôi tiếp tục di chuyển vào cái đường, vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long các bạn ạ. Người trong này là khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Là một cái khu công nghiệp rất lớn mà hình thành cũng rất nhiều năm rồi. Chủ yếu là các cái nhà máy, các cái công ty liên doanh của nước ngoài. Đấy, tập trung chủ yếu đây là Hàn Quốc và Nhật Bản các bạn ạ. Các cái tập đoàn công ty lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản, người ta sang đây người ta xây dựng nhà máy, sản xuất chủ yếu các linh kiện điện tử. Đây, bên này là một số các cái tòa nhà chung cư. Đây, chung cư cho công nhân. Đây, cái đường này mà lưu lượng xe ô tô rất đông các bạn ạ. Tất nhiên là nó không thể nhiều bằng cái đường trên cao. Thì các bạn sẽ cùng tôi nhé, khám phá trải nghiệm một cái cung đường mới. Đây là tuyến đường chạy qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Từ cái địa phận của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Đây, bây giờ tôi di chuyển đến đây là vào cái địa phận của huyện Mê Linh các bạn ạ. Vào cái vùng đất trồng hoa Mê Linh này. Đây, bên đường rất nhiều các cái ruộng hoa các bạn nhé. Đây, tuyến đường ngoại thành Hà Nội các bạn thấy đẹp không? 1, 2, 3, 4. 4 làn xe ô tô. 3 làn xe ô tô, 1 làn xe hỗn hợp. Chiều ngược lại cũng vậy. Đây là địa phận của huyện Mê Linh, huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội các bạn ạ. Đây là kết thúc cái tuyến đường đôi trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Và trước mặt các bạn là tuyến đường này, đường liên xã. Đường liên xã thuộc huyện Mê Linh. Đây, dòng ô tô đi ngược lại rất đông các bạn. Các bạn sẽ tiếp tục cùng tôi nhé, di chuyển tiếp hết cái cung đường này. Để bên này có một cái cổng làng các bạn ạ. Đây người ta ghi là cái gì đây này? Cổng Nam thôn Yên Nhân các bạn ạ. Đây hai bên các bạn nhìn thấy có rất nhiều các cái ruộng người ta trồng hoa nhỉ. Mình chuẩn bị phục vụ hoa, ươm hoa để phục vụ cái Tết Nguyên đán 2025 mà. Họ che chắn rất cẩn thận bằng các cái túi màng mỏng. Đây vẫn là cái tuyến đường liên xã của huyện Mê Linh. Đấy, trước mặt là một cái chợ dân sinh. Hai bên vệ đường cái tuyến này các bạn rất nhiều hoa. Đây bà con nông dân người ta trồng này, hoa hồng các loại này. Bên này cũng thế này. Tôi thấy rất nhiều cái vườn hồng nhé.
Đấy, Phúc Yên 9 km nữa. Đúng rồi, 9 km nữa thì chúng ta sẽ tới cái thành phố Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là chợ hoa các bạn ạ. Cái chợ này là chợ đêm, bán buôn bán lẻ các loại hoa. Đây, trước mặt các bạn là ngã ba Giao Cắt này. Rẽ trái đi nước quốc lộ 2 Vĩnh Phúc, rẽ phải đi đi về đường Võ Văn Kiệt. Bây giờ tôi rẽ trái tiếp tục di chuyển trên cái cung đường này, đường này gọi là đường Mê Linh các bạn ạ. Tôi ghi thêm một khúc cho các bạn cùng xem về cái cung đường này nhá, và tôi xin được kết thúc cái video tại đây. Đấy, buổi chiều rất nắng. Ánh nắng này xuyên cả vào kính lái xe ô tô. Đây, tuyến đường này dài khoảng 15 km các bạn ạ. Điểm bắt đầu là từ đường Võ Văn Kiệt. Và bây giờ tôi xin được kết thúc video chia sẻ hình ảnh gửi tới các bác anh chị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.